xin đưa ra một cái thử thách để các bạn luyện tập. Đó chính là chúng ta thử bằng cách bỏ cái ngón trỏ ra. Ngón cực kỳ quan trọng của tay trái khi bạn bấm dây. Chúng ta bỏ cái ngón này ra để chỉ tập ba cái ngón cuối này thôi. Ngón giữa, ngón ấm út và ngón út. Với những cái bài tập này nó sẽ giúp cho ba cái ngón này bạn cực kỳ độc lập. Bởi vì thông thường các bạn thiếu cái ngón trỏ này đi thì lực ba ngón này các bạn phải áp dụng rất là nhiều và mới đánh được. Thì cái câu mình nó khá đơn giản thôi. Đánh từ trên xuống thì các bạn sẽ có là chúng ta đánh chùm liên 4, 1 2 3 4 và các bạn quay lại hai cái nốt trước ha. Sau đó quay lại trên nè. Nó cứ như vậy đến cuối luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đánh thật chậm lại để bạn tập nha. Mình sẽ đánh thật chậm lại để các bạn tập nha. Với ba ngón này khi bấm cái ngàn này các bạn thấy mình phải dùng lực rất nhiều, bởi vì cái ngón trỏ này bạn không có đụng chạm gì tới nó hết, hầu như để nó riêng bên ngoài ha. Cho nên ba ngón này, bài tập này giúp các bạn phát triển ba ngón này lên rất tốt ha. Mình đánh nhanh hơn tí. Rồi đánh từ trên xuống rồi, bây giờ mình sẽ đánh ngược lại, nhưng mà sẽ không đánh cái kiểu đó. Đánh ngược lại chúng ta sẽ đánh cách quản. Đó, tức là đáng lẽ các bạn đánh từng nốt xuống nửa cung, thì bây giờ chúng ta sẽ đánh cách một cung. Đó, tức là nó bỏ một cái nốt sang kẻ. Ví dụ các bạn đánh 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6, ha, theo kiểu từng nốt như vậy nha. Đánh từ dưới lên. Cũng chùm liên 4 nha các bạn, chậm nha. Căng đúng không? Nhưng mà tập từ từ các bạn sẽ đánh được ha. Nhanh hơn tí nha. Bây giờ các bạn sau khi tập được xong vậy rồi, chúng ta kết hợp đánh từ trên xuống theo một kiểu, đánh từ dưới lên theo một kiểu, giống như câu lúc nãy nha. Nó khá là khó và bài tập này không dành cho các bạn mới biết chơi nha. Mới chơi chắc chắn bạn đánh bài này không được đâu. Nếu bạn chạy ngón kinh khớp còn đang chưa tốt thì bạn nên bỏ qua bài này. Các bạn nên tập những cái bài đơn giản hơn. Còn những bạn nào chạy ngón tương đối một tí thì các bạn có thể thử thách bằng cái bài ba ngón cuối này ha. Thì sau khi tập xong ở cái vị trí ngăn năm này, các bạn kéo lên bất cứ ở cái ngăn nào các bạn đánh cũng y chang như vậy. Rồi hy vọng bài học này nó sẽ giúp ích cho các bạn chú ích trong việc thử thách cái ngón tay của mình nhé. Hãy nhớ ủng hộ kênh Guitar for Freedom. Và có câu hỏi gì các bạn cứ comment lên đây. Nhớ like, share nhé nếu bạn thấy hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại.